Thế thì NBI là gì? Thế thì với cái công nghệ NBI thì người ta có thể quan sát được trên bề mặt của tổn thương, đồng thời có những tổn thương ở sâu hơn, ở dưới bề mặt của niêm mạc của ống tiêu hóa. Vì thế cho nên cái công nghệ NBI hiện nay được phổ biến và có ý nghĩa trong chẩn đoán những cái tổn thương ung thư đường tiêu hóa nói chung. Để nội soi tiêu hóa, đây là một cái phương pháp để chẩn đoán xác định. Vì thế cho nên đối với những bệnh nhân mà có biểu hiện như là nôn, như là đau bụng, như là cảm giác ở chua, ở hơi, đầy bụng, chướng hơi, đi ngoài nhiều lần, hoặc là có những trường hợp là đi ra máu, thì những bệnh nhân ấy thì nên đi khám và nội soi tiêu hóa. Tuy nhiên những trường hợp mà để phát hiện sớm ấy thì có biểu hiện những cái dấu hiệu ví dụ như là chỉ cần chán ăn hoặc cảm giác đầy tức thì cũng nên đi khám và nội soi tiêu hóa sớm. Thế thì người ta còn xác định nội soi tiêu hóa là một phương pháp để sàng lọc đối với những ung thư sớm, nhất là những nước phát triển. Thì tất cả những bệnh nhân mà trên 40 tuổi hoặc trên 50 tuổi thì người ta đều bắt buộc phải là nội soi dạ dày hoặc là nội soi đại tràng để xác định cái tình trạng bệnh lý. Nếu xuất hiện sớm ở giai đoạn đầu thì có thể phát hiện ra. Thế để mà chuẩn bị cho nội soi tiêu hóa thì đối với người bệnh thì cũng rất là bình thường thôi, phải chuẩn bị về tâm lý. Có những nội soi là một cái phương pháp mà hoàn toàn có thể thực hiện đảm bảo an toàn và xác định được bệnh lý một cách chính xác. Vì thế cho nên trong cái việc chuẩn bị của bệnh nhân về mặt tâm lý thì phải xác định như vậy. Về mặt khác thì để chuẩn bị cho nội soi dạ dày thì bệnh nhân phải là nhịn ăn từ 4 đến 6 tiếng trước khi soi. Và đối với nội soi đại tràng thì phải chuẩn bị sạch, dùng các loại thuốc để mà uống, để mà tẩy rửa ở đối với đại tràng, làm sạch đại tràng. Và chuẩn bị như là một cái nội soi thông thường. Đối với ngay cả đối với những nội soi mà theo công nghệ mới thì cũng như vậy, cũng chuẩn bị như vậy, không cần phải chuẩn bị cao hơn. Vâng, dạ, vâng ạ. Thật ra thì cái hạn chế cũng có hạn chế gì đâu. Vâng. Đối với công nghệ ABI thì nó tích hợp tất cả những kỹ thuật mới ở trong một cái bộ xử lý. Thế nhưng phải nói rằng nó cũng có một điều, tức là công nghệ ABI khi mà mua những cái tổ hợp ABI thì cái giá tiền của nó cao hơn so với những cái nội soi thường. Cho nên phải có những cái cơ sở y tế mà có đủ khả năng năng lực để mua những cái loại máy ấy để sử dụng, chứ không phải là được phổ biến. Cái thứ hai là cái người soi, bác sĩ soi phải được học, được đào tạo và phải xác định được các thương tổn trên bề mặt và thương tổn ở dưới bề mặt của ống tiêu hóa để mà khẳng định được đấy là tổn thương ác tính hay là tổn thương lành tính. Nội soi tiêu hóa thì trước hết phải nói là đây là một cái can thiệp an toàn. Tất cả các quy trình ở các cơ sở mà thực hiện nội soi tiêu hóa đều tuân thủ theo một quy trình quy định của Bộ Y tế. Chính vì thế cho nên cái quá trình nội soi, khi các thao tác kỹ thuật đều, các bác sĩ đều đảm bảo về kỹ thuật, không để những cái tổn thương có thể xảy ra trong quá trình nội soi. Việc xử lý đối với những ống soi mềm trong trường hợp mà soi nhiều người mà nó có thể dẫn đến, tức là lây nhiễm, thì cái điều ấy thì đối với các cơ sở mà thực hiện đúng quy trình thì đều đảm bảo được là không có lây nhiễm. Bởi vì quá trình mà sử dụng ống soi mềm cũng như là quá trình mà soi thì mỗi một lần soi đều được tiệt trùng và được điều ngâm vào những cái dung dịch mà tiệt trùng rất là đảm bảo. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng các bạn yên tâm khi mà các bác sĩ thực hiện đúng cái quy trình của nội soi tiêu hóa thì rất là an toàn.